mọi người, nệm đá kho đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đánh giá nệm cao su thiên nhiên Vinamattress có tốt hay không nhé. Và như mọi người thấy thì trước mắt chúng ta đây là một tấm nệm cao su thiên nhiên của Vinamattress. Và tấm nệm này thì được làm hoàn toàn từ cao su thiên nhiên 100%. Với những cái thiết kế rất là phổ biến cũng như là tinh giản hiện nay. Đó là 5.000 cái lỗ tròn nhỏ trên bề mặt nệm giúp nệm thông thoáng khí, và 500 lỗ vuông lớn dưới bề mặt nệm như thế này giúp cho nệm được vững chắc hơn, chịu được rất là tốt luôn. Và cái nguồn cao su thiên nhiên thì được tuyển chọn rất là kỹ nên sẽ an toàn cho người sức khỏe của người sử dụng, người lớn cũng như trẻ nhỏ. Nệm rất là êm luôn ạ. Và cái nệm như thế này rất là thoáng mát nên mọi người có thể sử dụng được trong cả 4 mùa luôn. Và một cái tấm nệm như thế này thì sẽ giúp cho người nằm không bị cong lưng, không bị đau lưng khi mà nằm xuống như này này. Rất là thẳng lưng luôn. Và những cái người mà có một tiền sử về các bệnh xương khớp cũng như các bệnh về lưng thì hoàn toàn có thể yên tâm mà nằm ở trên một cái tấm nệm như thế này. Đây, nệm của chúng ta rất là êm và rất là đàn hồi. Và cái ngoài ra thì cái lớp áo nệm như thế này, lớp vải thun xuyên kim rất là đẹp mắt cũng như là thấm hút mồ hôi rất là tốt, giúp cho người nằm của chúng ta không bị nóng lưng. Và một cái tấm nệm như thế này có giá cũng rất là ưu đãi, hiện đang được khuyến mãi lên đến 20% tặng kèm gối cao su tại tất cả các hệ thống của nệm giá kho. Và nệm của chúng ta như thế này được bảo hành lên đến tận 10 năm nha mọi người, thời gian sử dụng rất là lâu luôn. Và đây là cái phiếu bảo hành mà công ty sẽ đưa cho chúng ta khi mà khách hàng mua nệm ạ. Ở bên trong thì sẽ ghi đầy đủ thông tin của khách hàng cũng như là cái mã số của nệm nha mọi người. Ngoài ra thì cũng sẽ có cái phần hướng dẫn sử dụng rất là kỹ ở đây. Khi mà mua một tấm nệm cao su thiên nhiên như thế này về nhà mà muốn sử dụng được lâu á thì mọi người nên chú ý một chút, đó là mình nên đầu tiên là sẽ phải mặc áo nệm vào và nệm phải được trải giáp ở trên nữa. Và nệm của chúng ta thì nên được kê ở nơi thông thoáng, khô ráo và tuyệt đối là không kê ở nơi ẩm ướt, có nước để nệm bị ngấm nước nha mọi người. Và cái nệm cao su thiên nhiên thì sẽ rất là kỵ nắng. Chính vì vậy mà mọi người không được để nệm ở cái nơi mà có ánh nắng chiếu trực tiếp vào, sẽ ảnh hưởng tới độ bền của nệm và nệm sẽ bị chảy nhựa sớm. Và tiếp theo là chúng ta không để nệm tiếp xúc với các nguồn nhiệt khác như là bàn là hoặc là lò sưởi. Và tuyệt đối là không để các hóa chất hoặc là dung môi, chất lỏng nào tiếp xúc với nệm, kể cả nước nha mọi người. Và khi mà nếu mà nhà chúng ta có em bé mà sợ em bé tè dầm lên cái nệm như thế này thì chúng ta nên mua một cái ráp chống thấm. Tiếp theo là không đặt vật nhọn hoặc thú nuôi lên nệm vì sản phẩm của chúng ta có thể bị cào xước, cắt đứt hoặc là rách ở bề mặt. Chúng ta không dùng cái ngoại lực quá lớn mà tác dụng lên cái bề mặt nệm. Và trong cái trường hợp mà chẳng may là nệm của chúng ta bị ướt thì cái cách xử lý sẽ là mọi người sẽ dùng khăn thấm cái nước ướt đó cho đến khi mà nệm khô đi tương đối, thì mình sau đó mình sẽ dùng quạt mình thổi cho nó khô. Và tuyệt đối là mọi người không được để nệm ở cạnh máy sấy hoặc là dùng lò sưởi để làm khô nệm, và tuyệt đối là không mang nệm ra ngoài trời nắng để phơi. Và khi mà chúng ta cần cái bảo hành cái tấm nệm này thì công ty sẽ cho người xuống tận nhà khách hàng để tiếp nhận vấn đề cũng như là xử lý bảo hành nha mọi người. Và để cái tấm nệm của chúng ta được bảo hành thì sẽ cần có những cái điều kiện như là sau. Đó là sản phẩm được bảo hành do lỗi nguyên vật liệu hoặc là lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Chế độ bảo hành không cho phép chuyển nhượng và không bao gồm áo bọc nệm. Tức là cái phần áo bọc nệm này của chúng ta thì sẽ không nằm trong những cái điều kiện được bảo hành này. Và công ty có quyền thay thế nguyên liệu có cùng chất lượng nếu nguyên liệu ban đầu không có sẵn. Và quý khách vui lòng giữ phiếu bảo hành và hóa đơn mua hàng để thuận tiện cho việc bảo hành. Cái phiếu mua hàng này của chúng ta đây, mọi người chú ý là giữ cẩn thận và không để bị rách cũng như là bị mất.
Và những cái trường hợp không được bảo hành thì bao gồm là sản phẩm bị mất phiếu bảo hành hoặc là nội dung trên phiếu bảo hành bị tẩy xóa, không đúng số seri, thông tin phiếu đăng ký bảo hành không đầy đủ. Vậy là khi mà mọi người mua nệm thì nên nói các đại lý ghi đầy đủ thông tin cho mình. Và các sự cố do thiên tai, bão lụt, động đất, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Và ngoài ra thì công ty sẽ không bảo hành sản phẩm trong trường hợp mà quý khách không thực hiện đúng yêu cầu về bảo quản và sử dụng sản phẩm. Đó là khi mà khách hàng để nệm mà tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, làm nệm bị chảy nhựa, cháy xém, hoặc là chúng ta đổ nước hoặc là hóa chất lên nệm. Và khách hàng tự ý thay đổi, sửa chữa, làm biến dạng kích thước, kiểu dáng của nệm khi mà chúng ta mua về mà chúng ta cắt nệm đi đó. Và các sản phẩm bị vây chết thức ăn hoặc chất hôi thối lên bề mặt, cách bảo quản và sử dụng sản phẩm không đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Và xin nhắc lại là khi mà cần bảo hành thì quý khách có thể liên hệ tới hotline của công ty là 1900 636 663, các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy, sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Khi mà có vấn nhận được phản hồi của khách hàng thì công ty sẽ trao người tới tận nhà của khách hàng để tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng. Và nệm của chúng ta được bảo hành lên đến 10 năm. Và để tiếp theo thì mọi người có thể tham khảo thông tin tại website nệmdakho.com. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay.